Chào mừng các bạn đến với Radio Cùng Bạn. Trong số lần này, mình giới thiệu với các bạn những hình ảnh về mùa xuân trên nước Đức. Riêng số này thì mình giới thiệu cho các bạn về những bông hoa đang nở rộ khắp nơi trên nước Đức. Thì hình ảnh đầu tiên các bạn có thể thấy rất là đẹp đúng không? Đây là hoa mận các bạn. Ở trong miền Nam thì gọi đó là trái mận Hà Nội. Đây, hoa rất là đẹp màu trắng và có 5 cánh. Giống hoa mai nhưng mà nhỏ hơn. Các chú ong thì đậu trên cành và bắt đầu đi hút mật. Đây có rất là nhiều những chú ong. Đây các bạn, toàn bộ cái cây mận ở nhà mình đây. Cái cây này thì tuổi đời của nó gần 40 năm tuổi rồi. Được trồng từ những năm đầu của thập niên 80. Thì bây giờ là năm 2020 thì cũng đã gần 40 năm tuổi. Toàn bộ cây rất là đẹp. Đây. Các bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót từ xa. Rất là dễ thương. Thì sau nhà mình thì có một cái con đường mòn để người ta đi bộ, đi tập thể dục các bạn. Thì cái này là chỉ dành cho đi bộ hoặc là đi xe đạp thôi, chứ không có được đi vào đây bằng xe hơi. Đó, mọi người thường thì mình đứng ở đây mình nhìn ra thì mình thấy người ta đi bộ tập thể dục rất là nhiều vào buổi sáng. Thì hiện tại là cái thời điểm hiện tại là cách ly, cũng không hẳn gọi là cách ly, nhưng mà chính phủ người ta khuyến khích là người dân không khuyến cáo là người dân không có được đi lại nhiều, cho nên hầu hết mọi người cũng chỉ ở nhà thôi. Rồi sáng ra thì họ đi vào những cái con đường vắng như thế này nè, họ tập thể. Đây là một loại hoa màu vàng, mình cũng không rõ là tên gì. Nhưng mà cái cây này thì sau này nó sẽ có trái, và trái của nó là mình nghe bảo là độc. Trẻ em thì không có được đụng vào. Mình trồng một số hoa, các bạn thấy không? Mình trồng khá là nhiều hoa tulip và chuẩn bị nở hoa rồi. Thì thời điểm này là chuẩn bị cho lễ phục sinh, cho nên còn mình treo trứng ở trước nhà như thế này. Những cái trứng này là làm bằng nhựa các bạn, bằng nhựa hoặc là bằng gỗ hoặc là bằng porcelain, là sứ. Còn mình trang trí một chút rồi treo lên thôi. Hoa tulip khi mà nở lên sẽ rất là đẹp. Đây, hiện tại thời tiết rất là khô các bạn, và hôm nay thì trời khá là nóng. Đây, đây, các bạn có thể thấy hình ảnh một chú ong đang hút mật không? Rất là dễ thương. Chú hút mật cặm cụi mà không biết là mình đang quay phim. Cái phần clip tiếp theo thì là hai bé nhà mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái phong cảnh mà là làng quê ở cái khu mình sống ha. Cái clip đó sẽ bằng tiếng Anh, bởi vì khi mà các bé nói tiếng Đức thì nhiều người coi lại không hiểu, cho nên là hai bé nói thôi để nói tiếng. Hi, welcome to my channel. Today we're doing a video in English, but now it's flowers again. Like last time I did it in German, and it would be nice if you like and subscribe, okay? And now we get to the video. Here, now here are a lot of flowers and trees, and they're different flowers. I just know some flowers, like trees and a
at home, my neighbors, not my close neighbors, but they are my neighbors. I'm stressed. Okay, they have apples. They have apples. They are bushes, not trees. I don't know why, but I never saw something like that. I just know apple trees, that's everything. And I also know sunflowers, and here's a flower that has a German name, it's called Gänsefüßchen. Actually, here are the flowers that are named Gänseblümchen, garden in Germany. And now my sister wants to tell you something. Actually, our name is they have a kind of a bush. Yes. Not a tree, but I think it is a tree, but it looks like a bush to me. Yeah, it's actually a bush. Actually a bush, not a tree. Then it would be like crazy, like this one, crazy. They're actually crazy. It's just a found poop. Here you see the white flowers, and there are also purple ones. And here's a flower that's called Löwenzahn. And this is the same flower. This is also Löwenzahn. This flower is bigger. It goes to this flower that you can blow off. Look, my sister showed you. But it's not so big now. We need to find a bigger one. If you find them, you can just blow them. It's empty too. Oh, here are the flowers I wanted to show. Here. Anderson, if you touch them, you will burn. That's why I don't tell you don't touch. When you touch, you'll burn. It would hurt. Don't touch it, please, okay? And now I will show you yellow flowers. Come on. I also want to show you, if you cannot hear me, I will say it again. These are the flowers I wanted to show you, this yellow one on the bushes. I don't know what they are called. I'm not the flower expert, but I'm just showing you that. Okay? If my sister wants to tell you something, then she can, okay? But I don't know if she wants. In English, when she wants to tell something, you can just listen to her. I did a German mistake, that's why. I didn't want to tell something in German, but now my sister wants to tell you something. Not just about flowers. Yes, it is, Mean. No, it's me. Why? Why? It's about flowers. I don't! I actually already showed you this flower, but look, if you didn't see them, we're going closer to it. It's not open yet, the most flowers. You can see it. Just go in a little. Did you see it then? Thank you for watching. And please like and subscribe, okay? Bye bye.